Hello everyone, welcome back to my channel. Clip này thì mình sẽ chơi thử loại 8 game. Các bạn cùng mình khám phá tới game đầu tiên nào. Forest Monster. Let's go. Ok. Ở đây có một chiếc camera, một chiếc máy ảnh. Ok. Giờ mình sẽ lên xem nào. Ông ta đang ở kia. Ok, và bây giờ thì mình sẽ đợi xin hiểu xem ông ta đang đi hướng nào. Ông ta đây. Vào trong ngôi nhà này, sau đó thì mình sẽ giật cổ dao lên. Sau đó thì mình phải chạy thoát khỏi đây. Này như không đi được, đi được ngoài đi. Hình như là mình sẽ phải đi là you
Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Ice Cream One. Ok, mình sẽ nhảy từ tầng 2 xuống. Ở đây thì ông ta đã bắt cóc một cậu con trai. Và bây giờ thì mình sẽ phải cứu cậu con trai này. Let's go, let's go. Vẫn chưa thấy đâu. Đây rồi. Wow, ông ta đã nhìn thấy mình. Oh my god, sao ông ta quay lại được quả đấy nhờ? Mình sẽ phải để ông ta đi ra đây. Ok. Ok, giờ ông ta ra đây rồi. Mình sẽ đi xung quanh chiếc xe này. Sau đó thì sẽ lại vào trong người nhà lấy tiếp bóng đồ còn lại. Jessica, một cô gái khá là trẻ các bạn nhé. Hôm nay cô ta làm việc ở đây. Mình sẽ phải ném cái nào vào người ông ta. Like Rus. Sau đó thì mình sẽ chui vào ống cống này và phá vỡ một hàng rào sắt. Ok, quay lại nào. Mong sao ông ta sẽ không đứng ở đây. Rồi, let's go. Cho ông ta đi xa rồi. Bây giờ thì mình sẽ lấy xăng ở bên kia. Oh my gosh. Hóa ra ông ta đang đứng ngay đây. Tài thật. Wow. Ông ta nghe đòn luôn. Thế thì mình cho ông ta gọi là ngất ở đây. Mình sẽ chui vào đây để lấy xăng.
Let's go. Ok, quay lại nào. Ông ta đã tỉnh rồi. Rồi mình sẽ lại đi đường vòng tiếp. Ông ta chỉ ngất trong vòng 1 phút các bạn nhé. Vừa đủ để mình lấy được bình xăng về. Và bây giờ ông ta sẽ ngất tiếp. Ok. Rồi sau đó thì mình sẽ ra chỗ lái cẩu đây. Ok. Và mình sẽ chui xuống bên này. Tìm một chiếc áo. Đây rồi. Ông ta tỉnh rồi. Oh my gosh. Đi xuống bên này nào. Okay. Ở đâu vậy? Chúng ta đang đây. Xử lý chúng ta thôi. Các bạn sẽ lên trên này và tìm một tấm thẻ tên là Jessica. Jessica. Đây, một cô gái Tây rất là xinh đẹp. Và ông ta đang ngất ở đây rồi. Đó thì mình sẽ về quán cà phê. Quẹt vào đây. Rồi, let's go. Rồi, ông ta phát hiện ra mình rồi. Chui xuống đây rồi. Parking. Cái xe này bây giờ đâm thì ông ta sẽ bắt được các bạn ngay. Tức là xe này đã bị thay đổi. Cho nên các bạn phải cầm một khẩu súng nữa. Xem ông ta có đây không. Xử lý luôn. Ok. Sau đó thì mình sẽ lái chiếc xe đi. Rồi, và ông ta giấu chiếc chìa khóa
ở trong này. Ở đây là chiếc chìa khóa để các bạn cứu chàng trai kia. Sau đó thì mình sẽ bay về. Chuồn nhanh, không ta lại tỉnh dậy. Ok, đã thành công. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang cái thứ ba, ice cream này. Let's go. Wow, ở chỗ này hay bị giật. Ở phần 2 tựa game này thì ông ta sẽ bắt cóc cô gái trẻ và cũng là bạn của mình. Và ông ta cũng bắt ở ngay trước nhà mình. Bây giờ thì mình lại đổi lấy giải cứu. Let's go. Không biết ông ta đang ở đâu. Thì ông ta phát hiện ra mình rồi. Cho ông ta phát hiện ra mình đi. Mình sẽ đi vào. Ok. What will the ice cream maker want from me? Cinema. Mình sẽ phải đi đường kia. Ra chiếc xe ô tô màu vàng. Ở đó thì có một chiếc hộp. Ok. Bóc bột mình phải đem cái này ra đây. Tìm tiếp vào đây nữa. Đây rồi, một tấm thẻ. What's up, Jay? I have a rare piece that I found out there. Surely you know what to do with it. If you bring me something pretty, I'll give it to you. Super cool. Sure. I could do something with this. Rồi sau đó thì mình sẽ lên trên tầng 2 của ngôi nhà này. Anybody looking?
Chaos. Mình phải lưu ông ta vào đây thôi. Đây đều bắt buộc rồi. Ok. Sau đó thì mình sẽ cất hộp than dành cho mèo ở trong xe. Và bây giờ mình lại giữ ông ta tiếp. Let go. Bây giờ ông ta mới để ý đến mình. Ông ta nghe thấy tiếng kêu rồi. Chạy nhanh. Ok. Bắt đầu mình sẽ chạy vào trong xe luôn. Let's go. Mình sẽ dùng ta. Ông ta đang đốt. Nhặt luôn. Jump clubby ones. We're going to find some chubby kids and they're gonna make some ice cream fun. Let's go. Thank you.
Jay. Help me. Ok, và mình đã giải cứu được cô gái này thành công. Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang cái thứ tư, Ice Cream Bar. Let's go. Ice Cream Bar này các bạn sẽ phải xuống dưới nhà. Và lúc đó các bạn lớn rồi, cho nên là bố mẹ các bạn đã để cái chìa khóa cho các bạn mở cánh cửa chính ra. Home Sky. Ở đây ông ta cũng bắt cóc một cậu thanh niên. Và ở phần 2 các bạn đã từng gặp cậu thanh niên này. Wow. Shopping Center. Rồi mình sẽ lên trên tầng. Ở đây thì sẽ có một cánh cửa mở ra, màu mè rất là khác so với các cánh cửa bình thường. Đó là cánh cửa là có điện. Let's go. Ông ta vẫn chưa phát hiện ra các bạn. Camping. Oh my god. Mình không thấy mắt vào đồ nào. Đây rồi. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang game thứ 5, Trung Quốc Hồ Lô 2. Ha 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 ha!
So ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo, Scary Teacher vào đây. Chapter 2 đi. Rats a Track. Đó chính là ngôi nhà của bà ta có rất nhiều chuột. Thế thì mình sẽ dùng những con chuột này và sẽ chôn bà ta. Rats, stay away from my delicious cake. Ok. Về đầu tiên, đó chính là mình sẽ lên trên tầng 2. Đi luôn tầng này đi. Một cái bẫy chuột. Really am the best chef in the world. Let's go. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo, Dark Ice Cream New. Và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo, Dark Ice Cream 4. Mm-hmm.
phải đi bộ rồi. Oh my god. Bắt buộc phải đi bộ. Chuyện vẫn speak on. Đây rồi, chiếc xe đạp đây rồi. Đây là một chiếc xe đạp huyền điện thoại. Let's go. Ok, và mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.